Sáng nay tại phố sách 19 tháng 12, Trung tâm Văn hóa Thông tin quận Hoàn Kiếm đã phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc trong gia đình. Ban điều hành phố sách Hà Nội và câu lạc bộ Book Club mong muốn tổ chức các chương trình chia sẻ, talk show dành cho các đối tượng khác nhau như từ lứa tuổi mầm non đến các học sinh ở các cấp học phổ thông và trưởng thành, xây dựng văn hóa đọc cho doanh nghiệp. Tại sự kiện, chị Phạm Phượng, một chuyên gia về xây dựng văn hóa đọc trong gia đình, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này đã chia sẻ tới mọi người những kinh nghiệm xây dựng văn hóa đọc trong gia đình, từ những thói quen như dành 30 phút đọc sách mỗi ngày hay ghi chép lại những điều thú vị, ý nghĩa từ cuốn sách, góp phần nâng cao tri thức, qua đó giúp mọi người nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc sách và lan tỏa niềm đam mê đọc sách đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, vốn đang dành khá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử và mạng xã hội.